Rồi ăn ăn đừng có nói nhiều nữa. Anh Hải à, em nói nghe nè. Gì Trước khi anh ăn thì nhớ nha, nhớ những gì những lời nãy giờ em nói nha. Nhớ nha. thì có sao đâu thì nói anh nghe Rồi mà. rồi nhớ nha anh Hải nha, rồi ăn đi. Anh Hải à, em nói nhiều nữa nè. Nhớ vô chút kỹ nhiều nhiều nha. Nhớ vậy mai mốt để giữ thời gian để em vô dành thời gian để Ăn cái bệnh hoạn gì đâu mà tới giữ mai gìn sức mốt khỏe. em vô em thăm giữ thời gian dành thời gian để anh em mình gặp nhau cà phê pháo luôn nha. Mua rượu nho mật nho của Huỳnh Kha TV, link bán để ở phần mô tả. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Huỳnh Kha TV. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha. Ok, hiện tại là sau lưng mình là hai người anh em, anh Hải Tám Hòn và Huy Sớm Dừa các bạn. Thì hôm nay nó cũng là cái ngày buồn của mình các bạn à. Tại vì còn anh Hải, anh chỉ còn ở đây một ngày nữa thôi rồi. Và ngày mai anh vô trong Sài Gòn rồi. Có đơn các bạn. Chia tay với anh tại ngày hôm nay rồi. Cho nên bây giờ mình quay một cái video làm kỷ niệm với ảnh để chia tay. Thì Huy cầm cái bị ghẹ mình lên giùm mình cái. Buồn lắm các bạn à, còn vui anh em còn vui được bữa này nữa. Đó, mình có mua bị ghẹ đây các bạn. 2 kg ghẹ. Thì bây giờ mình chỉ dùng cái ghẹ này để mình làm cái món ẩm thực mình đãi anh Hải trước khi anh vô trong Sài Gòn. Thì anh là trước khi anh vô anh có muốn nói gì với khán giả bên kênh của em không anh Hải? Thì cảm ơn mọi người vừa qua đã xem những cái kỷ niệm của anh em mình. Cũng vui lắm các bạn. Tuy là troll hơi nhiều nhưng mà cũng vui. Trong này ý như là mình cũng đã hết phép rồi các bạn. Mình thấy bây giờ mình phải lơ à, hết phép hả? Hết phép hả? Vậy để mình tiếp tục công tác. Ừ, Mình rồi. hoàn thành nhiệm vụ cải tạo tốt thì mới À. được Ủa bảy đâu phải ở tù đâu, cải tạo lơ. Rồi rồi rồi, tiếp 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 Thì sau đó trong một quá trình mà vô Sài Gòn là khi mình đi ở đợ mà rồi 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 khi mà đói quá mình sẽ quay trở lại với Huỳnh Kha và Sớm Dừa TV. Em chính là người đón anh trong về phải không? Em sẽ gọi đón anh trở về địa phương. Xuống được thưởng thức những món ẩm thực của đúng Huỳnh rồi. Sớm Dừa Và sẽ bị trôn liên tục. Của Huỳnh Kha TV. Ok. Nói chung mày thì nói chung á em cũng biết anh đừng buồn, bây giờ là anh em mình làm ẩm thực nha. Rồi. Ẩm thực món gì này hả? Vậy là để em dương hết sống vừa hấp cho anh ra chứ anh ngồi trước rồi xong mà em nó sắp hấp xong rồi bắt đầu ra anh em mình ngồi thưởng thức chạy thôi. Xuống nắng quá các bạn, nóng mồ hôi ra đây. Không sao, anh cố gắng anh ra ra bài kia ngồi cho mát chút thôi, em sống vừa hấp xong rồi anh em mình ra ăn nha. Thôi để anh phụ cho. Khỏi, anh phải ra kia ngồi đi, không? Anh ra kia ngồi đi, chuyện gì để em với nó lo hết. Chuyện ngày là ngày buồn. Không phải. Bạn quên. Không. Ngày bữa nay là ngày cuối cùng anh Hải còn sống ấy luôn. Bữa nay là ngày cuối cùng anh Hải còn ở đây các bạn à. Cho nên mình phải tranh thủ mình làm được cái gì anh thì làm. Ok. Ê, anh nói cho anh cứ đào thôi. Quên. Anh cứ đào thôi để em ok. Nha, ra đó nha. Cái này để em làm cho anh cứ ra đó anh ngồi đi, để tụi em làm được ăn cho anh nha. Ra đó ngồi dưỡng. Ngay đó ngồi tĩnh dưỡng thôi nha. Cái nhà trên gì em cái còn không cái nhà. Còn anh lên đó ngồi với mát nha. Đó đi, em sắp vừa làm cái này xong rồi ra. Nó nghe nè. Sao? Bây giờ mình chơi ổng phát lên thôi. Lần cuối cùng rồi chơi ổng phát. Bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ. Bây giờ này. Này hồi nãy không, bây giờ để nói ra. Hồi nãy mình đưa lên là ổng thấy một bị vô đúng không? Ổng thấy một bị. Bây giờ là mình đừng có làm nấu đó, mình nấu ba con người con á. Không. Người đúng con á. Nhưng mà lấy một người cầm một con không? Hai anh em mình người cầm con cho mà cái con mà ổng cầm á. Anh em mình canh cái lúc mà ông chuẩn bị ổng ăn á, quất cho ổng ăn ao luôn, coi cảm giác ông cho ông nghe. Ok không? Ok không? Tự. Cái gì đâu tự? Ông nọ này phải cho ông lấy con nhiêu, làm ba con rồi, hấp đúng ba con rồi, còn nhiêu cất lại đúng lạnh này. Mình cho ông. Để anh đi rửa cái. Ok rửa rồi. Rồi ok rồi các bạn, bây giờ. Bây giờ có ba con cua, ba con rồi. Rồi mình quất cho ông bay luôn, ông quất ăn coi. Chuyện rất là bình thường. Bây giờ anh em mình làm muối ớt nha các bạn. Này là muối tiêu. Muối tiêu. Tiêu mà mình dầm ớt vô. Đúng rồi. Nói chung là phải làm cho nó giống bài. Bài phải làm cho bài bản nhớ. Nghe 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 nghe. Anh em mình. Ra có bảy gì. Anh em mình vô cùng phát. Chỗ mất ăn luôn nha. Chỗ mất ăn để coi lấy cảm giác tâm cho. Cho lớn các bạn ạ. Bữa người cho anh lơ chứ mình. Nghĩ sao vậy trời? Cho uống trà cho anh lơ mà. Thiệt tình đó chứ. Bảy cái đó là mình chuyện cũ bỏ qua đi. Bây giờ anh em mình kết hợp cho ông phát thôi nha nha. Chuyện cũ bỏ qua nha. Ok. Ok các bạn. Xong rồi. Đây 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 ba con đúng không? Tuyệt vời, mình bỏ lên mâm lên đồ bưng. Đi bưng đi đi. Giống họ. Đi đi đi. Anh em mình thụ xin chờ một phát nha các bạn. Coi không thế nào. Ơi, bảy 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 còn mình nữa chưa chưa. Chưa đâu. Ờ ầm
bạn không ngồi, không ngồi. Y hoài. Hơi gió vậy các bạn không ngồi nha. Anh Hải ơi. Trời ơi là trời, để anh Hải chờ lâu thì em. Hả? Còn cái này. Đây. Kìa quá trời. Ồ, trời anh Hải nãy giờ luôn. Để em coi hướng nào quay anh em mình đẹp trai coi. Ủa nãy tháng bịch mà sao giờ có ba con vậy? Hả? Là sao? Nãy thấy nguyên bịch to luôn mà. Ở ăn chưa nhiều, ăn ba con được rồi. Con vậy tháng bịch to đùng ấy ta ăn luôn chứ. Hả? Có nước đồ uống rồi ba. Ờ, ăn với nó được rồi, ăn ba con à. Quá trời ăn nhiều. Uống nước ao luôn kìa. Không, em biết, anh biết tại sao không? Ăn á, mình không phải mình ăn cho ý ăn cho có tình có cảm anh em thôi biết không? À, ý là ăn thưởng thức chứ không phải ăn lấy thức đúng không? Ý là ăn thưởng thức chứ không phải ăn lấy thức đúng không? Bảy đâu cần nói thốn ăn thằng gì. Nói chung á là anh em mình này, anh thấy không? Ba cái con kia này á. Ba con này mà làm một chén to đùng thế này sao được con mấy. Không, trước khi ăn em mới nói anh thế này này, ha. Ba cái con kia này á nó không có phải là đồ ăn bé bổ gì, không? Mà ba cái con ghẹ này á, chủ yếu ăn vô thấm đậm cái tình nghĩa anh em mình. Mày cầm mồm đi. Cái ngày mà để tiễn anh đi vô Sài Gòn á, anh hiểu không? Hi không? Hi, qua đây cầm máy cho mình ngồi, nếu mà tâm sự với anh Hải ơi, ngồi đi, quay qua nó mới đẹp trai nè, không? Đó, có bạn chịu khó bạn ngồi đi, bạn quay cho mình tâm sự với anh Hải nè. Good. Nói chuyện ta cũng buồn lắm các bạn à. Bây giờ tâm sự nha, mình đẹp trai không? Mình đẹp trai không? Đẹp trai, quá xinh đẹp trai rồi. Thôi bây giờ đó nói chung á từ từ ăn để anh em mình tâm sự chiếu. Anh vô đó anh có dự định gì không hả? Anh vô đó anh có dự định sắp tới là ngày anh bán giấy giò đem rồi quyết định anh bán giấy số định anh bán giấy số luôn không à, đâu đến nỗi gì đâu lại có gì nói em để em giúp cái giúp tay cho nha. Tại vì anh cũng cố gắng anh cũng nhưng mà vài bữa giờ đó mà nói chung là quế quá thì ăn mì gói nhiều quá thì anh sẽ về đây anh với em đồ đi vào để nhớ nói chuyện này này nhớ tâm sự này đồ này nọ nữa các kiểu thì em cũng làm YouTube. Em cũng biết là thời gian anh ở đây thì nói chung nó anh em mình cũng vui vẻ có nhiều em cái clip em cho nó nửa tháng nay rồi về nửa có nhiều clip em cho anh em có lố rồi em xin lỗi anh nha không có sao đâu vấn đề đó vấn đề bình thường mà em biết quá cho anh mà bình thường mà tại vì anh cũng đâu phải dạng dừa đâu đúng rồi anh cho em nhiều lắm mà có ba có lại thì các bạn đi mấy anh Hải nói nghe nè anh đi mình chuẩn bị sắp chia tay rồi em biết đâu rồi em biết là anh chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu ông nội lộn em biết là anh sắp sửa đi Sài Gòn chưa vợ chưa con ông à thế em nói nghe nè anh Hải này vô trong đó mình còn trai mà còn rinh luôn anh còn rinh mà mình là thầy dạy võ nữa làm võ thuật thì nó hao tâm tổn lực lắm đúng rồi em nói anh nghe này vô trong đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha đúng rồi anh thì lúc nào làm khỏe muốn ăn cái gì á thì cứ ăn à, sao giống thèm gì muốn làm gì thì cứ làm chờ người ra đi nha nãy chờ người ra đi nha nãy ôi lộn mình liệu qua luôn các bạn liệu qua luôn em nói nghe này vô nhớ giữ gìn sức khỏe nha cái gì sức khỏe quan trọng nhất ha chờ ngày em vô em thăm anh nha nãy giống như không vui rồi mày có cái này mình buồn quá nghe không mình buồn quá các bạn mình phải tâm sự cho nãy ngày cuối rồi về nhà giờ anh về quê đây mấy bữa giờ thân nhau mà tết giờ cũng buồn lắm anh về đi bây giờ em á em mới dành tặng anh riêng một con ghẹ em mới dành tặng anh dương con ghẹ không chân luôn con ghẹ không chân luôn các bạn tốt lành mẹ đâu ghẹ xấu nhất không có anh biết tại sao không em giải thích cho anh hiểu nè cái con ghẹ hay cái con cua gì mà những cái chân của nó là những cái chân của nó tượng trưng cho cái sự ra đi anh hiểu không con cua con ghẹ nó có chân nó mới đi gì mà tượng trưng cho sự ra đi nếu mình giải thích cho nghe nè con cua con ghẹ nó có chân nó mới đi không có chân nó nằm tại chỗ phải không đó nếu mà em đưa cho anh cái con ghẹ có chân á anh ăn á thì anh em mình anh sẽ đi hoài luôn anh em mình chỉ xa nhau không có khó gặp lắm. Ủa chân em muốn anh ngồi xe lăn không bay chân em muốn anh ngồi xe lăn không bay không có các bạn không có tại vì em lý do tại sao em đưa cái con này tại vì em muốn anh nó lúc nào cũng ngồi yên chỗ ấy lộn em muốn anh á là anh đừng có bao giờ mà đi xa phải không anh cứ thỉnh thoảng anh em mình lại gặp nhau đi gần gần con bị không có chân này mà ăn là đi ăn. Không có chân là nằm chỗ có người đút đồ ha bậy không có em muốn ăn con này để dưỡng lại đậu xanh dài dòng với em biết nói sao nữa bây giờ nói chung là tình cảm anh em mình qua con ghẹ này đó ghẹ không chân ôm mày cơ anh cầm đi cầm cho em vui bây giờ anh cứ thưởng thức thử coi
nói chung để mình trước tiên mình cũng review về con ghẹ này chút các bạn. Đúng rồi, review anh nói cho ngon nói con ghẹ này mình nói ra không phải nịnh Huỳnh Kha TV chứ. Con ghẹ này qua chợ bán rẻ nhất á. Con ghẹ này qua chợ bán rẻ nhất á. Không phải có đâu em mua cái trăm ngàn mấy con à. Cả trăm ngàn là hai vỏ cà xé. Bảy. Sao mà nguyên một cái son đầy mà đem ra ba con thôi em nói ăn em nói anh rồi tình nghĩa anh em mình đem ra ba con là một mình anh hả? Bảy anh ngừng con chứ. Oh my god. Không rồi, con với em cũng vừa cũng chưa ăn gì hết. Con không có chân này nữa mà. Rồi ăn được nó nhiều nữa. Anh Hải à? Nó nghe nè. Trước khi ăn thì nhớ nha, nhớ những gì những lời nãy giờ em nói nha. Thì có sao đâu thì nói anh nghe mà. Rồi nhớ nha anh Hải nha, rồi ăn đi. Anh Hải à? Nope. Nói nhiều nữa nè. Nhớ nhiều cái kiểu nhiều nha. Nhớ vậy mai mốt để giữ thời gian để em vô dành thời gian để ăn cái bệnh hoạn gì đâu mà giữ thời gian khỏe vô anh thăm mình giữ thời gian dành thời gian để anh em mình gặp nhau cà phê pháo luôn nha anh Hải à nghỉ mẹ nha. Luôn rồi nghỉ anh Hải à nghỉ mẹ luôn rồi nghỉ 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 mẹ ăn con nghỉ không à bao nhiêu là miệng bao nhiêu là anh Hải à anh Hải à lỡ đây nghe nói sáng nay đã ghẹ đồ mình đâu có dám ăn cơm đâu rồi ăn là bây giờ rồi xin lỗi có gì này chuyện chuyện cũ bỏ qua nha là bây giờ ăn một con ghẹ là tình cảm anh em mình thấm đậm từ đây nha. À, thì có gì nói chung rồi hồi trước giờ mà anh có làm mấy clip anh cho anh em á thì em cũng thông cảm thì nói chung mày lấy mấy cái này thì anh cũng muốn anh em mình cũng muốn tạo tiếng cười cho người xem thôi em biết mà chứ còn anh Hải à ơi chứ còn anh Hải à ôi em lỡ anh Hải em lỡ anh Hải à em lỡ bò ăn gì đó em lỡ có sao không cào rách cái bò à cái bò luôn hả ồ thôi em xin lỗi anh Hải à ở còn hai câu này phòng của em với người anh đâu được ăn hết đâu còn là phòng của em đi kiểu này không được à anh Hải à họ đá đổ dẹp kỹ luôn rồi chứ họ đá đổ dẹp kỹ luôn rồi chứ trời ơi anh Hải mấy không giận hơn luôn rồi cả anh Hải à trời ơi bây giờ lụm mấy ghẹ cái lên lại ăn anh Hải bây giờ lụm mấy ghẹ cái lên lại ăn anh Hải giờ mình trao cho mình giờ lấy mấy cái giật lên lại ăn chứ không đâu bỏ uổng anh Hải ca sĩ Lý Hải của chúng ta đã bị Quỳnh Kha cho giận hờn. Tình nghĩa xưa nay cứ nghĩ bền lâu. Nó giỡn anh à. Còn ghẹ vậy kia rất là nhiều. Y quyêu. Sao vậy? Sao vậy? Có con mắt có gì không? Thôi đừng. Để anh. Anh. Đừng có về, đừng lấy cho con đi về về với mọi người. Đừng có về. Anh nằm nghỉ là còn cái đống gì em đi vô đi. Giỡn. Sao mà còn cái đống hả? Giỡn. Còn thì vô ăn. Còn chưa. Ok, bây giờ chú ăn kìa, làm kìa tiếp ăn các bạn, cái video không có cho anh Hải nữa nha. Tao buồn. Em gỡ lên kìa, anh Hải các bạn, người ta thích nha. Nha, tao thích nha. Nó đây này. Đó, cái đầy đó. Đây. Rồi, ok. Ok các bạn, về ra đi mình tiếp tục ăn ghẹ nha. Bây giờ là mấy đứa mình bưng xong ghẹ đây. Để giờ trôn nha các bạn. Ok các bạn. Giờ trôn cho chú anh Hải thôi. Đừng buồn cho hết nha. Mai vô Sài Gòn mà vô chú Quỷ nha. Một lần vô chú Quỷ nó quái cổ cái con đó kìa. Tây nữa đang là thuốc chửi. Thôi buồn đừng buồn đó. Bây giờ anh em mình sẽ ra ăn ghẹ nha các bạn. Video đây kết thúc rồi. Ok. Bây giờ đây kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của Huỳnh Kha TV nha. Các bạn nhớ là cho mình một like và một cái kênh ủng hộ Huỳnh Kha TV có thêm động lực để làm thêm nhiều clip tiếp theo các bạn chị nha. Ok, bây giờ xin qua một ngày mới, chúc các bạn thật là sức khỏe và vui vẻ trong cuộc sống. Bye bye các bạn.